Một chiếc xe nhỏ gọn có tên Toyota IQ đời 2011 đã được một người giao bán, với mức giá 1 tỷ. Đây là mẫu xe với kiểu dáng nhỏ gọn có thể chở 4 người, phù hợp với đường phố đô thị. Lăn bánh của chiếc xe đã đi được là hơn 50.000 km. Không những thế, Toyota IQ chính là đối thủ của một vài mẫu xe khác như Smart Fortwo, Fiat 500. Mẫu xe này có kích thước dài rộng cao lần lượt là 2.985mm, 1.680mm, 1.500mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2000mm. Phần đầu xe có kích thước ngắn, bố trí đơn giản với khe hút gió nhỏ và cụm đèn pha projector. Phần dưới là được trang bị thêm khe gió to. Các chi tiết ngoại thất và nước sơn còn khá mới. Nắp capo đã được chủ xe dán đen tạo sự tương phản. Khi nhìn ngang, mẫu xe này trông khá nhỏ bé. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ cùng một camera được gắn để có thể nhìn bên sườn xe, từ bên trong. Bộ mâm là loại 6 chấu kép kích thước 16 in sơn màu bạc. Đuôi xe không có quá nhiều điểm nổi bật ngoài cụm đèn hậu đặt dọc, logo Toyota và tên mẫu xe IQ đặt đối xứng hai bên. Cốp xe mở cơ, camera lùi được lắp thêm ngay chỗ đặt biển số. Bên trong, khoang nội thất vẫn giữ lại thiết kế nguyên bản. Vô lăng ba chấu của xe có tích hợp một số nút bấm media cùng một nút thay đổi chế độ lái. Phía sau là cụm đồng hồ cơ hiển thị các thông tin cơ bản. Bên trái là màn hình hiển thị lượng xăng, giờ, nhiệt độ và công tơ mét hệ thống ghế ngồi đã được chủ xe bọc lại ra màu nâu, hàng ghế trước chỉnh cơ. Hàng ghế sau có kích thước khá nhỏ chỉ phù hợp để đồ. Khu vực chính giữa táp lô là màn hình giải trí Android, kết nối Bluetooth, USB. Cụm núm chỉnh điều hòa được đặt dọc. Về trang bị an toàn, Toyota EQ sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cân bằng điện tử. Trong tình huống xấu nhất, Toyota iQ được trang bị tới 9 túi khí để bảo vệ cho hành khách. Toyota EQ sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích 1.3 lít, công suất 93 mã lực và mô men xoắn 118 Nm, đi kèm là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe mất 11 giây để đạt vận tốc 100 km/h. Xe cộ ích.